Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự cấp huyện ngày 18 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Xã Đình Chu hoàn thành tốt công tác tuyển quân đợt 1 năm 2015. Đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sông Lô đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Phúc Yên nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị trên địa bàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đảng bộ huyện Tam Đảo hiện có 48 chi đảng bộ trực thuộc và 197 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với gần 3.500 đảng viên. Trong những năm qua, công tác xây dựng và phát triển đảng viên luôn được huyện ủy Tam Đảo quan tâm chú trọng. Để công tác kết nạp đảng viên mới đạt kết quả, cấp ủy các cấp đã chủ động chỉ đạo, rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng và xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên, đảm bảo về chất lượng, đạo đức, lối sống và năng lực. Các tổ chức quần chúng, nhất là đoàn thanh niên, luôn quan tâm, phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn những đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Trong năm 2014, Đảng bộ huyện kết nạp được 239 đảng viên, tỷ lệ đảng viên nữ chiếm gần 46%. Đảng viên có trình độ cao đẳng đại học trở lên chiếm 47%. Đội ngũ đảng viên mới ngày càng được nâng cao về chất lượng, nhiều cán bộ trẻ có trình độ học vấn cao, cán bộ đang công tác ở thôn, xóm, trường học, trạm y tế, người lao động giỏi đã và đang góp phần xây dựng đảng bộ vững mạnh toàn diện. Với cách làm sáng tạo, cải tiến phù hợp với hoàn cảnh và yêu cầu thực tiễn, công tác tuyển quân ở xã Đình Chu, huyện Lập Thạch đã thực sự đi vào nền nếp, nhiều năm liền vượt chỉ tiêu giao quân. Đến nay, xã đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho lễ giao quân đợt 1 năm 2015. Tuyển quân đợt 1 năm 2015, xã Đình Chu được giao chỉ tiêu 10 thanh niên. Để lựa chọn được những công dân có phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng, có trình độ văn hóa, Ban Chỉ huy quân sự xã đã chủ động tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, chỉ đạo các thôn dân cư có công dân trong độ tuổi nhập ngũ, làm tốt công tác chuẩn bị, công khai danh sách thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ có đủ điều kiện, công khai các trường hợp miễn, hoãn. Tổ chức khám tuyển, xét nghiệm HIV và ma túy cho 100% công dân gọi nhập ngũ, bảo đảm công khai đúng luật. Qua khám tuyển, 90% thanh niên đạt yêu cầu. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, cũng như quan tâm đến công tác thâm nhập, ba gặp bốn biết, đến nay các gia đình có thanh niên trúng tuyển đều yên tâm sẵn sàng cho con em mình lên đường nhập ngũ. Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Đình Chu, số thanh niên nhập ngũ đợt này đều yên tâm về tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ đối với Tổ quốc. Thực hiện phương châm tốt đời đẹp đạo, thời gian qua Đại Đức Thích Giác Minh trụ trì chùa Tích Sơn cùng các tăng ni Phật tử đã tích cực tham gia công tác nhân đạo từ thiện. Những việc làm đó đã góp phần cùng với thành phố Vĩnh Yên làm tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện cuộc vận động, mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ đỏ đã hơn 6 năm nay. Đại Đức Thích Giác Minh nhận nuôi dưỡng, hỗ trợ thường xuyên cho 3 trẻ khuyết tật và nạn nhân nhiễm chất độc da cam, học sinh nghèo vượt khó. Hỗ trợ liên tục trong 5 năm hoặc 6 năm cho một số sinh viên mồ côi với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Chùa Tích Sơn đã cùng bà con Phật tử tham gia hoạt động từ thiện ở cộng đồng, tổ chức tặng quà, trợ cấp khó khăn cho các gia đình, người khuyết tật nghèo, học sinh, sinh viên mồ côi vào các dịp lễ Tết. Đặc biệt trong dịp Xuân Ất Mùi 2015, Đại Đức Thích Giác Minh phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ thành phố tổ chức trao tặng quà cho 100 gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Chúng tôi hy vọng rằng đây là những phần quà nhỏ bé nhưng mà sưởi ấm những cái tấm lòng của những hộ có hoàn cảnh khó khăn, động viên các hộ có hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong cuộc sống và vui vẻ đón Tết Nguyên Đán, Xuân Ất Mùi sắp tới. Và cũng mong rằng các hộ sẽ cố gắng tích cực để vươn lên, thoát nghèo, thoát cái sự khó khăn trong cuộc sống. Những món quà tuy không lớn nhưng đã thể hiện sự cảm thông, sẻ chia ấm áp của tình người, của cộng đồng xã hội đối với những hoàn cảnh kém may mắn. Trong những năm qua thì em vô cùng biết ơn các cơ quan lãnh đạo ban ngành cũng như các nhà hảo tâm đã giúp đỡ và trao tặng những phần quà cũng như học bổng cho em. Và trong dịp Tết năm nay thì em vô cùng vinh dự và cảm ơn Thầy Đại Đức Thích Giác Minh, chủ trì chùa Tích Sơn đã trao tặng những suất quà vô cùng ý nghĩa đối với em và cho những đối tượng khác. Hy vọng rằng trong thời gian tới, chùa Tích Sơn và Đại Đức Thích Giác Minh sẽ có nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện để cùng với thành phố chung tay giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, xây dựng thành phố Vĩnh Yên giàu đẹp, văn minh.
Năm 2014, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương đăng ký hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Qua triển khai thực hiện, đến cuối năm 2014, xã Duy Phiên đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đối với tiêu chí thủy lợi, giao thông nội đồng, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các thôn phối hợp với công ty thủy lợi Liễn Sơn nạo vét, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh, mương, dẫn nước tưới, đảm bảo phục vụ sản xuất cho bà con nhân dân. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất ruộng, mở rộng đường giao thông nội đồng. Riêng thôn Thượng, xã Duy Phiên đã bê tông được trên 1.000 mét đường giao thông nội đồng, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển và lao động sản xuất của nhân dân. Vụ đông xuân năm 2015, xã Duy Phiên đã cung cấp đủ nước tưới cho nhân dân gieo cấy đúng công lịch thời vụ. Trên địa bàn huyện Sông Lô hiện có đồng bào dân tộc Kinh, Giao và Cao Lan sinh sống gắn bó, đoàn kết cùng xây dựng phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ và chính quyền huyện Sông Lô luôn quan tâm tập trung chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, giúp đồng bào đến gần hơn với các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, của địa phương. Từ đó từng bước đưa chủ trương nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng bào dân tộc Giao và Cao Lan sống tập trung theo thôn, bản tại hai xã Lãng Công và Quang Yên. Những năm gần đây, bà con dân tộc Giao, xã Lãng Công và dân tộc Cao Lan, xã Quang Yên luôn được Đảng ủy và chính quyền địa phương quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng như điện lưới quốc gia, đường giao thông, cũng như hỗ trợ cây, con giống để phát triển sản xuất. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giúp đồng bào nơi đây hiểu rõ hơn về những chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước cũng như của địa phương đối với dân tộc mình. Nhờ đó mà đời sống vật chất tinh thần của bà con nơi đây đã được nâng lên. Đồng bào tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Đồng bào dân tộc Cao Lan hiện nay có 432 hộ với 1.750 khẩu. Những năm gần đây, cuộc sống của đồng bào dân tộc Cao Lan đã có nhiều khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%. Trên 80% lao động có việc làm thường xuyên. Đồng bào tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, thi đua phát triển sản xuất, xây dựng Đảng. Tính đến nay, đồng bào Cao Lan có 32 đảng viên sinh hoạt trong chi bộ, các thôn dân cư. 14 người là con em đồng bào dân tộc đang công tác trong các cơ quan nhà nước. Thôn Thành Công, xã Lãng Công có trên 150 hộ người Giao với hơn 800 nhân khẩu. Nhờ chủ trương và những chính sách ưu đãi dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện, những chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội được đưa vào thực tiễn đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bà con, cái đói, cái nghèo từng bước được đẩy lùi. Hiện trong thôn chỉ còn 2% hộ nghèo, số hộ khá và giàu đạt trên 50%. Trong xây dựng nông thôn mới, thôn Thành Công đã vận động nhân dân đóng mỗi khẩu 300.000 đồng để làm đường giao thông nông thôn, sửa sang nhà văn hóa và kéo điện thắp sáng đường làng. Thôn Thành Công đã trở thành một điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới. 100% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa đã giúp cho nhân dân đi lại thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hiện nay thì cũng báo cáo là trong thôn thì cũng có 200 hộ. Thế thì giờ này thì chỉ còn khoảng gần 0,3 là tỷ lệ hộ nghèo. Thế thì nhìn chung là đời sống của nhân dân thì ngày càng nâng lên. Sau nhiều năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Giao ở thôn Thành Công đang từng ngày khởi sắc. Nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87%. Thôn Thành Công nhiều năm liền đạt danh hiệu làng văn hóa cấp tỉnh. Chi bộ thôn đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Chất lượng cuộc sống được nâng lên, đời sống vật chất tinh thần ổn định, dân bản càng thêm tin tưởng vào các chủ trương chính sách của Đảng. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và xã hội, dân tộc Giao chúng tôi những năm gần đây cuộc sống ngày càng được ổn định hơn. Chúng tôi cũng rất biết ơn Đảng và Nhà nước và xã hội quan tâm tới cuộc sống của dân tộc Giao chúng tôi. Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về công tác dân tộc đang dần được thực hiện một cách hiệu quả. Đồng bào dân tộc thiểu số đã được quan tâm và hưởng nhiều chính sách ưu đãi. Chính quyền các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đều tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào đoàn kết cùng các dân tộc trên địa bàn cùng vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng quê hương Sông Lô giàu đẹp văn minh.
Chúng tôi cũng xác định đây là một thôn đồng bào dân tộc Dao duy nhất của tỉnh Vĩnh Phúc. Do vậy, tất cả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước chúng tôi đều dồn và quan tâm đến đồng bào dân tộc Dao. Như thực hiện chương trình xây dựng thôn mới thì chúng tôi đã đầu tư cho đồng bào dân tộc Dao rất nhiều những cái cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm để cho đồng bào dân tộc Dao giảm bớt những cái khó khăn. Xuân đang về trên thôn bản người Dao, người Cao Lan. Bà con đồng bào đang nô nức đón xuân, đón cái Tết cổ truyền đầm ấm, yên vui. Không còn hộ đói, không còn hộ đặc biệt khó khăn, bà con dân bản như vui hơn, rộn ràng hơn với điệu hát xịnh ca, với hoạt động xuống đồng, ném còn. Có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, sông Lô như thêm màu sắc vào bức tranh quê rực rỡ, tươi sáng. Hơn 10 năm tái lập và mở rộng theo Nghị định số 153 ngày 9 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ, thị xã Phúc Yên đang nỗ lực trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phấn đấu trở thành thành phố Phúc Yên trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc vào năm 2015. Công tác quản lý đô thị của thị xã trong thời gian qua đã từng bước đi vào nền nếp, góp phần không nhỏ vào việc thay đổi diện mạo đô thị Phúc Yên. Công tác xây dựng và chỉnh trang đô thị có chuyển biến rõ rệt. Kiến trúc và cảnh quan đô thị được quan tâm đầu tư. Song song với việc đẩy mạnh tiến độ đầu tư xây dựng và hoàn thành các khu đô thị mới hiện đại, hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, thu gom và xử lý chất thải và các công trình công cộng cũng được thị xã quan tâm đầu tư, cải tạo nhanh. Nhiều dự án công trình hoàn thành tạo điểm nhấn cho đô thị Phúc Yên như quảng trường vườn hoa thị xã, sân vận động thị xã, dự án vườn hoa nút ngã tư Ngân hàng Nông nghiệp thị xã, dự án công trình cải tạo nâng cấp nút giao thông khu vực bến xe thị xã, nhà thiếu nhi thị xã đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Về công tác xây dựng đô thị thì trong năm trước đây, như là năm 2013 thì phòng quản lý đô thị đã tham mưu chỉnh ban thị xã ban hành quy chế trật tự quản lý trật tự đô thị và được ủy ban thị xã phê duyệt tại quyết định số 9/52 ngày 27 tháng 5 năm 2013. Thì đây là một cái cơ sở pháp lý rất là quan trọng để giúp cho các xã phường, nhất là đội biệt thự thì ông thị xã có cơ sở pháp lý để thực hiện cái nhiệm vụ quản lý trật tự trên địa bàn. Đội quản lý trật tự đô thị thị xã thường xuyên tuyên truyền vận động và nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng lề đường. Nhờ vậy các tuyến phố đã quy củ hơn, đường thông hề thoáng, không còn tình trạng hàng hóa bày bán trên vỉa hè, tình trạng để xe lộn xộn dưới lòng lề đường, biển quảng cáo, mái tôn, mái vẩy gây ảnh hưởng hành lang an toàn giao thông đã không còn. Năm tới đây, sau quyết định của ban tỉnh phê duyệt cái quy hoạch phân khu C2, C3, thì phòng sẽ xong tham mưu cho ủy ban thị xã quy hoạch một số khu đất đấu giá đất dân, nhất là quy hoạch cái trung tâm hành chính của thị xã mới vào cái khu vực trên đường Nguyễn Tất Thành. Và để triển khai tốt nhiệm vụ này thì phải phối hợp với các đơn vị, nhất là các đơn vị tư vấn để hoàn thành đề án sớm trình cho ban thường vụ và ủy ban thị xã. Còn công tác trật tự đô thị thì trong năm 2015 thì dự kiến sẽ phối hợp với các đơn vị như là sở xây dựng để mà tổ chức tập huấn cho các đơn vị trật tự đô thị và ủy ban các xã phường, các đội trật tự đô thị các phường để sớm hoàn thành triển khai các bước cho cái đội trật tự đô thị có hành lang tốt để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên toàn thị xã vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu và tốc độ phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Công tác quản lý trật tự đô thị chưa bền vững do ý thức một số người dân chưa cao. Thị xã Phúc Yên cần phải nâng cao hơn nữa công tác quản lý đô thị để đưa Phúc Yên trở thành thành phố vào năm 2015. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cấp huyện của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.